Và kính thưa quý vị, triển lãm xe hơi tại Los Angeles Auto Show và sự nổi lên của hãng Fisker. Tin từ Hoa Kỳ, chiếc Fisker Automotive Plus hiệu Karma Hybrid tỏa sáng rực rỡ trên sàn diễn của xe hơi Los Angeles Auto Show hôm thứ Tư 28 tháng 11, bất chấp những lo ngại về sự sụt giảm thị trường xe hơi sang trọng trong tháng 12 năm ngoái. Người sáng lập và chủ tịch điều hành hãng là ông Henrik Fisker bày tỏ tin tưởng rằng công ty của ông đang đi đúng hướng. Ông cho rằng là một công ty xe hơi mới chắc chắn sẽ được soi kỹ hơn dưới kính hiển vi. Nhưng doanh thu công ty đang tăng đều đặn. Nhiều người đang lái xe của công ty và họ rất vui khi lái chiếc xe này. Fisker Anaheim, hãng Fisker tại California, bắt đầu bán xe Karma vào tháng 12 năm 2011. Giám đốc điều hành Tony Posawatz gia nhập Fisker năm nay sau khi làm tại General Motors mảng Chevrolet Volt Hybrid trong 6 năm cho biết rằng hiện nay thì khoảng 2/3 doanh thu số bán xe Karma là tại Hoa Kỳ và phần còn lại là ở châu Âu. Posawatz là một trong số các giám đốc điều hành mới chịu trách nhiệm cho sự thay đổi hoàn toàn sau một loạt các vấn đề chất lượng của Karma, bao gồm cả việc thu hồi bình điện cho hãng A123 System Incorporation sản xuất. Hãng sản xuất cho Fisker đã đệ đơn xin bảo vệ phá sản vào tháng 10. Vào đầu năm nay, thì Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đóng băng một khoản tín dụng 529 triệu Mỹ Kim đối với Fisker, đó là món tín dụng chính cho kế hoạch kinh doanh của hãng. Mặc dù Fisker tin chắc chắn rằng Karma là chiếc xe đúng mong đợi và đúng thời điểm. Nhà sáng lập Fisker nói rằng có rất nhiều chi tiết sáng tạo trên chiếc xe này mà không có chiếc xe nào có được. Có một trần lấy năng lượng mặt trời lớn cỡ 22 inch, đúng tỷ lệ. Chính ông cũng đã lái chiếc xe này mỗi ngày 25.000 dặm và cảm giác lái tuyệt vời, nhẹ như không. Vì vậy là chính xác chiếc xe mà ông muốn có. Hãng đang đặt nền móng để ra thị trường và đang xây dựng quan hệ đối tác với các hãng xe lớn để tài trợ cho việc mở rộng. Sản xuất kiểu xe thứ hai mang tên là The Atlantic dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015.